Máy chiếu thấy rồi đúng không? Mấy bạn online chưa share nữa. Rồi, các bạn sẽ tạo cho thầy một cái cơ sở dữ liệu mới nha. Ở đây chúng ta sẽ tạo lab 2 bài 2. Mã số sinh viên. Tên. Lab 2. Bài 2. Ok. Rồi. Như vậy chúng ta đã có cái mới nè, lab 2 bài 2 trong table chúng ta chưa có gì cả. Đâu rồi, lab 2 bài 2 ở dưới nè, table chưa có gì hết nha. Cái này là mới tạo nè. Bây giờ chúng ta sẽ tạo những cái bảng giống như là bên trái nè. Click chuột phải chọn add thêm cái table vô. Create table. Lấy chuột phải lên table nha. Nếu mà bạn nào chưa quen chưa làm được thì mình đặt cái tên là khách hàng. Rồi ở dưới này các cái trường của mình là mã khách hàng. Rồi kiểu dữ liệu là chúng ta sẽ chọn kiểu dữ liệu là VATCHA 5 ký tự. Ở đây trong bảng của chúng ta có một số vị trí là mã khách hàng, ví dụ đây là mã khách hàng, ở dưới này cũng mã khách hàng, các bạn chọn đúng kiểu dữ liệu VATCHA luôn, đúng VATCHA luôn chứ các bạn đừng có chọn test nha, VATCHA luôn. Rồi trên này họ tên lốt, tiếp 30, 30 hay 45 cũng được, nếu các bạn để 30 thì nó chính xác theo đề. Tiếp tục tên và cha của mình là 10. Tiếp nhấn dấu tab nha, nhấn phím tab thì nó sẽ nhảy xuống. Email 30. Điện thoại. Rồi. Như vậy chúng ta set cái cơ bản là mã khách hàng là khóa chính. Thì chúng ta set nó là primary key và not null, đó là hai giá trị mặc định. Mà chúng ta set cho khóa chính.
Rồi apply, chúng ta tạo những cái bản cơ sở. Các bạn có thể lưu code này lại để khi mà mình tạo bản mình không tạo bằng chuột nữa mà mình tạo bằng lệnh thì nó nhanh hơn. Có bản khách hàng, bây giờ mình tạo tiếp bản sản phẩm. Có trường mã sản phẩm, kỹ dữ liệu là in, trường tiếp mô tả, kỹ dữ liệu là vai hai năm lăm, số lượng, bạn chọn kiểu in, đơn giá chọn kiểu double, tên sản phẩm Vacha 50. Rồi mình xong bản tiếp theo. Mã sản phẩm là khóa chính. Xong. Tự sinh tính sau nha. Rồi bản tiếp theo. Bản hóa đơn. Bản tiếp theo bản hóa đơn. Chúng ta sẽ có trường là mã hóa đơn. Kiểu in. Ngày mua. Kiểu date. Mã khách hàng. Chú ý mấy cái chỗ mà khóa ngoại nha. Mở khách hàng chúng ta để vai cha 5, trạng thái test 30, mình để là vai cha 30 luôn. Xong rồi đến bảng cuối cùng, hết sức chú ý cái bảng cuối cùng. Bảng cuối cùng của chúng ta là hóa đơn chi tiết. Hóa đơn chi tiết thì chúng ta có mã hóa đơn. Chú ý nè, khi mà chúng ta gõ cái field đầu tiên, mã hóa đơn, gõ field đầu tiên, các bạn tap qua, thì cái field này nó mặc định, nó gán là khóa chính. Chú ý chỗ này. Nhưng trong cái bảng này mình thấy khóa chính nằm đâu? Khóa chính nằm đâu mấy em? Mã sản phẩm. À, mã sản phẩm. Chúng ta cũng chọn kiểu in. Rồi đến số lượng. Kiểu in luôn. Và cuối cùng mã hóa đơn chi tiết. Đây mới là khóa chính nè. Cho nên ở chỗ này chúng ta sẽ đổi qua khóa chính là ở dưới chứ không phải ở trên. Chú ý chưa? Được không? Rồi, ok. Rồi, sau khi mà chúng ta đã có các bảng ở đây, chúng ta đã có các bảng, thì các bảng của chúng ta chưa có mối liên hệ với nhau, chưa có mối liên hệ. Vậy, làm sao để mình thiết lập được mối liên hệ giữa các bảng ở đây? Ở đây chúng ta thấy là có cái gì liên hệ với cái gì? Ví dụ hóa đơn thì có liên hệ với ai? Khóa ngoại nè, liên hệ với khách hàng thông qua mã khách hàng, đó là liên hệ đầu tiên đó. Liên hệ đầu tiên hóa đơn liên hệ với khách hàng thông qua mã khách hàng. Rồi một cái liên hệ nữa là hóa đơn chi tiết liên hệ với
với hóa đơn thông qua mã hóa đơn, liên hệ với sản phẩm thông qua mã sản phẩm. Đó, như vậy thì khi mà chúng ta làm liên kết, tức là làm cái kết nối ở trong các cái bảng, thì chúng ta làm từ những cái bảng mà có khóa ngoại. Ví dụ bảng hóa đơn thì chúng ta vô cái bảng hóa đơn, các bạn bấm vô cái clay hoặc là lít chuột phải chọn Alter Table, thì chúng ta sẽ có cái lệnh này, lệnh Alter Table là sửa đổi bảng. Một là bấm vô đây hoặc là bấm vô clay giống nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sửa cái gì? Chúng ta sẽ để cái mã khách hàng ở trên bảng hóa đơn là khóa ngoại. Khách hàng, mã khách hàng trên bảng hóa đơn là khóa ngoại. Vậy các bạn sẽ chọn ở bên cái foreign key nè. Foreign key. Được chưa? Và bên này mình sẽ đặt một cái tên là trong cái quan hệ của mình á. Mỗi cái quan hệ mình sẽ có cái relationship, nó đặt cái tên cho mình, mặc định là relationship, rồi mình đặt cái tên vô là thuộc hoặc là sở hữu hay gì đó. Như vậy cái đó là nó chỉ để mô tả cho cái quan hệ. Vậy chỗ này mình đặt cái mô tả chỗ này. Mình đặt cái mô tả ở đây. Đó, mình đặt cái mô tả chỗ này. Ví dụ chỗ này cái hóa đơn này liên hệ với khách hàng thì mình để là FK, tức là foreign key khách hàng. Mục đích của này là để sau này mình biết là mình đang tạo mối quan hệ với ai. Và nó hỏi rằng là liên kết đến bảng nào, referent đến bảng nào. Mình chọn bảng nào đây? Bảng khách hàng. Tiếp, nó hỏi rằng là với cái trường nào để liên kết. Vậy mình lấy cái gì liên kết ta? Hồi nãy mình nói lấy cái gì? Lấy cái mã khách hàng. Mình chọn mã khách hàng. Nó hỏi là ở bên cái trường mà liên kết á là chọn trường nào. Mình cũng chọn mã khách hàng luôn. Nó chưa có chọn được đây. Hai cái này nó khác kiểu dữ liệu hay sao? Có khác không? Khách hàng, mã khách hàng va chạm 5, hóa đơn, mã khách hàng va chạm 5 gì ta, foreign key khách hàng, bảng khách hàng. Là bây giờ mình đóng hết các cái bảng này lại trước đi, để cho nó đảm bảo chắc chắn rằng là dữ liệu của chúng ta đã được tạo cái đã. Đó, thấy chưa? Hóa đơn này mình chưa lưu nè. Đó, mình phải đảm bảo là dữ liệu được tạo cái đã. Bỏ đi. Rồi. Mình lưu trước đã ha. Rồi ok, mình coi trở lại. Đóng luôn. Bảng hóa đơn. Rồi mình tạo cái foreign key. Khách hàng. Ô rồi mình tạo cái bảng khách hàng bị gì ta, hả, mã hóa đơn, mã khách hàng có gì đặc biệt. Khách hàng, mã khách hàng va chạm 5,
Các bạn ở dưới nối qua được không? Bình thường là nó lên cái một à, đâu có bị gì đâu. Các bạn ở dưới nối được không nào? Mình thử các bạn chi tiết hóa đơn nhé. Chi tiết hóa đơn mình nối qua sản phẩm thử coi nhé. Foreign key sản phẩm. Rồi các bạn nối qua sản phẩm. Mã sản phẩm đấy, bình thường. Rồi foreign key nối qua hóa đơn. Liên kết với bảng hóa đơn. Mã hóa đơn. Ủa bình thường mà. Apply. Rồi nó có cái lệnh là after nè, after table nè, là sửa đổi bảng á. Rồi rất bình thường. Mà sao cái đồng chí hóa đơn này lại không cho add khách hàng đây? Mã khách hàng. FK khách hàng nối với bảng khách hàng. Mắt mũi để đâu, tự nhiên mình bấm lên mã hóa đơn. Mắt mũi tìm nhem rồi. Mã khách hàng không, liên kết với mã khách hàng, tự nhiên bấm lên mã hóa đơn. Hèn chi tìm nhem. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã kết nối xong. Và bây giờ chúng ta muốn xem thử là các kết nối đó như thế nào thì các bạn vô trong database, vô cái mini database giúp thầy. Rồi xong các bạn chọn reverse engineer ha. Reverse engineer. Các bạn sẽ chọn ở đây, không cần gõ gì thêm hết ha. Bấm next. Nó hỏi password. Gõ vô. Ok. Rồi, next. Bây giờ cái bài mà mình muốn chuyển ra là bài nào? Đây. Cái bài này. Được chưa? Đó. Chọn những cái mà liên quan. Một cái lớn, cái nhỏ. Rồi, ok. Next. Rồi, sau khi mà các bạn cho cái lớn cái nhỏ thì nó sẽ ra rất là nhiều bảng. Rất là nhiều bảng. Đó. Rất là nhiều bảng. Sản phẩm, hóa đơn, chi tiết, khách hàng. Chi tiết hóa đơn. Bên này có chi tiết hóa đơn. Phải không? Tức là nó cụ thể hóa cái việc kết nối bảng của chúng ta rõ ràng ra. Rồi còn nếu như mà bạn xuất ra, mà bạn xuất ở cái dạng là chỉ có chọn một cái lớn thôi thì nó khác cái gì ha. Mình lưu cái này lại, mình lưu cái này lại, mình lưu cái này là ở dạng mình com. Rồi một đi ha. Rồi mình đóng lại. R. Rồi mình đóng lại, mình làm lại một lần nữa nha. Một hai ba bốn. Và lúc này mình không chọn cái nhỏ, mình chỉ chọn cái tên chính của nó thôi. Net.
Rồi, nó chỉ tạo ra đúng bốn cái bảng của mình thôi: sản phẩm, hóa đơn chi tiết, hóa đơn khách hàng. Đây, được chưa? Đó, đây là OR. Vậy à, như vậy tùy theo cái cách mà các bạn tạo ra cái OR này, mình lưu bị nhầm đó, được chưa? Như vậy thì các bạn tạo ra đến đây là các bạn đã hoàn thành được một phần. Một phần của bài lab nữa là gì? Các bạn sử dụng dữ liệu này nhập liệu cho các bảng, mỗi bảng ít nhất 5 bảng ghi. Bây giờ đã có liên kết rồi, nhớ là phải có liên kết rồi mới nhập liệu nha. Nhập liệu trước liên kết sau là có thể không được. Sau này đi làm cũng vậy, có quan hệ đầy đủ rồi mới nhập liệu. Bây giờ mình nhập liệu nè. Bây giờ nhập liệu nè. Mở cơ sở dữ liệu của mình ra. Theo các bạn, trong bốn bảng này mình nhập bảng nào trước? À, nhập bảng nào trước? Đây, mình nhìn thấy bốn bảng. Đối với ở đây, chúng ta nhập những bảng nào mà cơ sở, tức là những bảng mà không có khóa. Khóa nào? Những bảng không có khóa ngoại thì nhập trước. Nhớ nha. Ví dụ trong bốn bảng này thì bảng nào nhập trước được? Khách hàng và sản phẩm. Bạn phải có khách hàng thì bạn chọn cái khách hàng cho hóa đơn, bạn mới nhập được hóa đơn. Bạn có sản phẩm thì bạn mới nhập được hóa đơn chi tiết. Như vậy thì giữa hóa đơn và hóa đơn chi tiết, nhập cái nào trước? Hóa đơn trước ha. Bởi vì khi mà chúng ta đã nhập khách hàng xong rồi thì hóa đơn là nó trở thành một cái entity cơ sở, bởi vì có đầy đủ dữ liệu rồi thì mình mới nhập được cho hóa đơn chi tiết. Đó, mình thấy một nhiều chưa? Khách hàng nè, một khách hàng có nhiều hóa đơn, một hóa đơn thì chỉ có một và một khách hàng, một và chỉ một khách hàng. Thì khi mình tạo quan hệ là ở đây nó tự động nó tạo cho mình luôn rồi quan hệ một nhiều. Đó, nhiệm vụ của bạn bây giờ, mỗi bạn nhập cho thầy ít nhất là 5 dòng dữ liệu cho một bảng, và đó là cái khác nhau duy nhất trong bài tập này, bởi vì thầy đã hướng dẫn đến đây rồi. Nếu 5 dòng dữ liệu đó cho bốn bảng, tức là 20 dòng mà giống nhau thì chắc chắn hai bạn copy của nhau, bởi vì không thể ý tưởng mà gõ giống nhau được. Thì đây là một cái khác nhau duy nhất, cho nên vui lòng làm cho nó khác giùm thầy. Rồi đến đây mà còn copy của nhau nữa thì thôi khỏi bàn luôn, được không? Ok nha, rồi làm lại đi.